Chào các bạn, có rất là nhiều bạn hay đặt ra cho mình một cái câu hỏi là cái chiếc Airbox của bạn thì liệu có xảy ra cái tình trạng là khởi động lại liên tục hay là ngắt hoạt động hay không? Tại vì tôi thấy ở trên mạng rất là nhiều người chia sẻ việc sử dụng Airbox sẽ xảy ra những cái tình huống như vậy. Và trong video này thì mình sẽ trả lời câu hỏi này để cho các bạn hiểu rõ hơn về Airbox nhé. Vâng, và đầu tiên thì mình sẽ phải khẳng định với các bạn như thế này. Nếu như các bạn mà sử dụng những chiếc Airbox ấy mà bị khởi động lại liên tục hay là ngắt hoạt động sử dụng thì chắc chắn cái sản phẩm Airbox cho ô tô không bao giờ phát triển được. Và như các bạn thấy hiện nay thì cái thị trường Airbox cho ô tô đang phát triển rất mạnh mẽ. Như vậy thì những chia sẻ của nhiều bạn ở trên mạng về cái tình huống là sử dụng Airbox rất hay bị khởi động lại hay là ngắt sử dụng ấy thì vì sao lại như vậy? Bây giờ thì mình sẽ trả lời nguyên do tại sao luôn. Vâng, và những bạn mà gặp phải cái tình huống đấy thì thông thường sẽ có 3 nguyên do. Nguyên do đầu tiên đấy chính là các bạn khi mà đi mua những cái chiếc Airbox ấy thì các bạn hay có một cái tư tưởng như thế này. Mình thì chả sử dụng gì, mình chỉ sử dụng mỗi YouTube này, nghe nhạc này, bản đồ này thì chắc là cần gì phải mua những cái chiếc box đắt tiền, cấu hình cao. Mình mua những cái chiếc box rẻ tiền thôi, cấu hình cũng thấp thôi. Tại vì những cái mình dùng cơ bản mà. Nếu như các bạn mà tham chiếu với điện thoại thì đúng là các bạn sử dụng ấy rất cơ bản. Chỉ cần một cái điện thoại ở cái cấu hình thấp cũng có thể sử dụng được. Thế nhưng mà ở trên Airbox thì không như vậy đâu nhá. Nếu như mà các bạn lựa chọn những cái dòng kể cả chip Qualcomm nhưng mà dòng 4 nhân yếu một chút hay là những cái dòng chip khác yếu hơn nữa thì phải nói với các bạn sẽ rất hay gặp phải cái tình trạng nó bị khởi động lại Airbox do không đảm bảo được hiệu năng. Và để mà sử dụng được ổn định một chiếc Airbox cho ô tô ấy thì các bạn nên sử dụng một cái cấu hình, nếu như ở mặt bằng tại thời điểm này này thì cái cấu hình đấy là cấu hình khá cao một chút, nhưng mà để sử dụng được thì phải như vậy thì mới sử dụng được các bạn nhé. Ví dụ ở thời điểm mà mình làm video thì các bạn có thể sử dụng những cái chiếc box, sử dụng những cái con chip 8 nhân, kể cả chip 8 nhân thế hệ cũ như SDM450 hay là cái chip 8 nhân thế hệ mới là QCM6125 thì các bạn đều có thể sử dụng ổn định được và nên lựa chọn những cái dòng Airbox như vậy. Chứ còn một số những hãng box mà sử dụng mấy cái con chip như kiểu Rock chip này, rồi những con chip MediaTek này, phải nói với các bạn thôi đừng mua nhé. Rẻ một chút xíu nhưng mà cam đoan với các bạn luôn, về các bạn sẽ gặp phải rất nhiều sự cố. Và đặc biệt là những cái con chip đấy ấy, thì nó cái phần tối ưu về phần mềm ấy nó còn kém nữa, nên các bạn có thể sẽ gặp phải những cái tình huống xung đột ứng dụng rất là phiền phức. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đi tới cái lý do thứ hai. Đấy là khi mà các bạn đi mua Airbox, thực ra là vẫn là cái câu chuyện cũ thôi. Các bạn muốn mua rẻ một chút xíu, tại vì mình ít sử dụng những cái yêu cầu cao. Và khi mà những sản phẩm rẻ thì đa phần là những cái sản phẩm OEM không thương hiệu. Và mỗi một nhà máy thì họ lại đầu tư về cái phần mềm nó khác nhau. Một số những cái nhà máy người ta muốn tối ưu về chi phí để giảm giá thành sản phẩm ấy thì họ đầu tư về cái mảng hỗ trợ kỹ thuật ấy rất là yếu, dẫn tới cái tình huống là khi mà chúng ta mua sản phẩm về cái bản Android, mà nếu như mà bạn nào mà nghiên cứu sâu về Android thì các bạn sẽ biết hiệu năng hay là độ ổn định của một cái thiết bị ấy phụ thuộc rất nhiều vào cái phiên bản Android. Và với những cái nhà sản xuất mà họ đầu tư ít về cái hệ điều hành ấy thì chắc chắn với các bạn luôn, các bạn sẽ gặp rất là nhiều những cái lỗi lặt vặt ở trên chiếc box. Và chính những cái lỗi lặt vặt này thì nó sẽ sinh ra thêm một cái tình huống nữa, đấy là sinh nhiệt cao hay là xung đột ứng dụng. Các bạn nhớ nhé, cái trường hợp xung đột ứng dụng này nó cũng gặp phải rất là nhiều. Kể cả các bạn mua những cái sản phẩm Airbox đắt tiền, hàng chính hãng đi chăng nữa, nếu như mà các bạn hay cài đặt những cái ứng dụng, đặc biệt là cái ứng dụng hệ thống ấy, thì có thể xảy ra xung đột nhé. Tại vì là với một cái chiếc Airbox cho ô tô ấy thì bên nhà máy họ sẽ tùy biến khá là nhiều. Và cái việc mà chúng ta cài tùm lum những cái ứng dụng, đặc biệt là ứng dụng cho di động về cái thiết bị Android ấy, thì hoàn toàn có thể xảy ra cái tình huống xung đột. Và khi nó xung đột ấy thì nó cũng sẽ dẫn tới cái tình huống là treo Airbox này, hay là khởi động lại thiết bị này, hay là bắn ứng dụng ra ngoài. Đấy, đấy là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Rồi, và tiếp đến cái lý do thứ ba cũng dẫn tới cái tình huống là khởi động lại box hay là ngắt sử dụng box. Đấy chính là cái phần cứng của sản phẩm. Với một số những cái sản phẩm khi mà các bạn sử dụng ấy thì nó sẽ sinh nhiệt rất là lớn,
Và khi cái thiết bị đấy, cái mức độ tản nhiệt của nó không đảm bảo ấy, cái nhiệt độ cho phép nó cao hơn so với quy định, thì nó sẽ tự động khởi động lại bốc hoặc là nó ngắt sử dụng luôn. Để khi mà bốc đủ cái nhiệt độ vừa phải thì các bạn mới có thể cắm hoạt động sử dụng lại. Và trường hợp này thì các bạn sẽ hay gặp phải với cái tình huống là sử dụng các cái aerobox cấu hình yếu. Tất nhiên là những cái bốc cấu hình mạnh ấy thì cũng có thể gặp phải nhé. Tại vì với những cái con chip mà 8 nhân ấy thì cái hiệu năng nó hoạt động cao, đồng nghĩa với việc là nó sinh nhiệt ra cao. Nếu như mà một cái thiết kế của một cái chiếc aerobox mà cái phần tản nhiệt không tốt thì nó cũng có thể xảy ra cái tình huống đấy. Thế nhưng mà ít, theo như mình tiếp xúc các cái dòng bốc, ví dụ hiện tại nhé, thì những cái dòng bốc 8 nhân ấy thì chúng ta sinh nhiệt thì khá là cao. Thế nhưng mà cái mức độ mà để mà bị nó khởi động lại do nóng ấy thì rất là hiếm gặp. Rồi, đấy là ba cái nguyên nhân chính mà dẫn tới cái tình huống các bạn hay gặp phải. Đấy là cái việc đang dùng như thế này bị khởi động lại bốc, là treo cứng, bốc luôn, không thể hoạt động được. Tất nhiên vẫn còn một cái lý do nữa, đấy là do cái tương thích màn hình. Cái lý do này thì đúng là bất khả kháng rồi, không giải quyết được vấn đề gì cả. Nếu như mà các bạn bị gặp phải cái tình huống không tương thích màn hình ấy, thì tốt nhất là các bạn phải chọn sang một cái thương hiệu khác, một cái hãng khác, đặc biệt là những cái hãng mà có hỗ trợ kỹ thuật nhiều hơn ấy. Tại vì nó vẫn có những cái tình huống, nghĩa là những cái chiếc bốc như thế này này, nếu như mà nó không tương thích với cái màn hình ấy thì nó cũng xảy ra cái tình trạng là một là không nhận này, hai là nhận xong lại khởi động lại liên tục này. Thì khi đó các bạn sẽ chọn một cái thương hiệu khác hoặc là lấy lốc xong rồi gửi sang hãng để họ có thể kiểm tra và họ fix lỗi. Ok, như vậy thì video đến đây là kết thúc rồi. Và nếu như các bạn thấy cái nội dung này hay, hữu ích cho các bạn thì các bạn nhớ like, share và ấn nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.